xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là YouTube Mail Ray. Và hôm nay chủ đề về clip này mình sẽ nói về cái zip để cái challenge YouTuber challenge lần này. Thì cái deck cái challenge lần này nó sẽ như thế nào thì chúng ta sử dụng 10 deck của 10 YouTuber khác nhau, họ đã có build deck cho mình rồi và chúng ta có thể xem được đây. Đây các bạn có xem deck đây, các bạn có thể chạm vào đây và có thể copy deck. Và mình sẽ copy ở đây rồi. Mình sẽ copy deck ở đây và sau đấy là mình sẽ chỉ cho các bạn là cái deck này sẽ nhận biết như thế nào. Thì các bạn nhìn qua những cái deck như là chúng ta sẽ có 10 deck có sẵn ở đây, đó chính là với deck Chris with Art thì là deck của Bahamas này. Deck Bahamas và Golem Jack. OG thì là Hood và Comican Knight. Avaron thì là Giant Skeleton và Hood của Poison. Flex Power deck thì có Golem, Flying Machine, Poison Hood, Ghost Speed thì là deck có Golem và có Nightwish, Lumberjack, Trimax thì có Jeep Jab Bowler, Kyokyo là một deck có Sparky và Zion, deck này rất dễ nhận biết. Yun thì là deck có Canoncast, Ryan Ghost và cái Jeep Jab. Vâng, để còn Chapa thì chỉ có deck Chapa là có lava, chỉ có deck grass là có hot. Vì vậy deck nhận biết, để nhận biết của deck của các deck này như thế nào để các bạn đánh rất dễ rõ hơn, thì các bạn cần đầu tiên các bạn tip cái đầu tiên là các bạn cần phải nhận biết được deck như thế nào. Đầu tiên là deck của grass, deck thì hầu hết là chỉ có deck này có archer và có deck này chỉ có nhận biết deck này rất là đơn giản, đó là có archer và có hot và có ic. Đây deck đầu tiên. Với deck của Chapa thì các bạn phải nhớ rằng deck này chỉ có deck này là có Fallancy và có Miner, chỉ có Fallancy và có Lava. Với deck của Zeus thì thông thường họ sẽ thả con Golem IC này, Mega. Thì các bạn phải nhớ ngay deck của Zeus, tức là Mega là có, thông thường họ sẽ thả là Mega và có Golem IC nếu mà có trong tay, và hoặc là IC Vizas. Với deck của Kyokyo thì thông thường họ sẽ đặt đẩy Zion hoặc là đẩy Goblin Barrel. Với deck của Trimax thì thông thường họ sẽ thả IC Wizard IC này hoặc là con rồng hoặc là IC Golem. Ít khi họ sẽ thả Bowler lắm, Vâng, còn đây deck của Clark Wizard này là sẽ có Bình và Bahamas, cái deck rất là đơn giản dễ nhận biết. Và quay trở lại với lại cái deck của OG này, Avalon, Flex và Ghost Speed, thì deck 3-4 bốn cái deck này nó xem nhau, nhưng ở trên đây có ba deck là sẽ có bao quát pin hút, nhưng deck của OG lại không có spell đam mạnh mà chỉ là có mỗi cái giáp thôi và có deck giáp pi. Deck của Avaro thì lại có Giant Skeleton và Dark Priest. Vâng, còn hai deck còn lại chúng ta sẽ nhận biết như thế nào. Đây deck của Flex Power và deck này là hai deck Golem. Một deck có Golem Hood và một deck có Golem Hood Flying Machine và một deck có Golem nhưng có Gas và có Mega. Thì để nhận biết được deck này như thế nào thì mình đã nói rồi. Với deck của Class Suite Art thì thông thường sẽ có Bình và họ sẽ đập Bình, họ sẽ có ba Must này, có Ruồi. Đấy, nhận biết đơn giản. OG thì là không có spell rồi, họ sẽ có mũi hút thôi. Avalon thì có Skeleton Giant và con Dark Priest đây nhận biết đơn giản thôi. Golem, Flexible thì có Hood này, Golem và Flying Machine, ba cái thẻ nhận bài nhận biết deck của Flex. Có Speed thì là có Gas, có Golem và có Bình. Khi mà có Gas và có Bình thì chắc chắn là phải nhớ deck của Ghost Speed. Deck của Trimax thì có Gas, có Rồng, Dragon Inferno và cái con Dragon Baby. Vâng, và đấy là tất cả cách nhận biết deck của mỗi người, của mỗi YouTuber. Vì vậy là khi mà các bạn nhận biết deck của họ rồi thì các bạn sẽ có những kỹ các cách xử lý, là các bạn phải giữ lại thẻ nào để counter những quân của họ sắp tiếp theo, và các bạn phải sẽ công như thế nào, chấp thời cơ như nào cho hợp lý. Người ta biết bảo rồi là các bạn là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Vì vậy là ở trong cái bài này, ở trong cái trả lời lần này thì các bạn phải nhớ được là đích của họ là như nào, nhận biết ngay được ngay từ ban đầu, từ những cái thẻ ban đầu. Và đấy, đấy là tất cả những gì mà
chỉ có là tip đơn giản thôi, các bạn phải nhớ deck và các bạn phải nhận biết deck thôi. Đấy, và nếu chúc các bạn may mắn, chúc các bạn may mắn, chúc các bạn may mắn. Nhớ subscribe để nó biết phí. Nhớ subscribe để nó biết phí.